Trong tương lai, hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên khiến băng ở hai bán cầu tan hoàn toàn. Quả cầu đất giờ lại biến thành quả cầu nước. Lục địa đã bị nước biển nhấn chìm hết toàn bộ, văn minh nhân loại cũng bị hủy hết. Một vài người may mắn sống sót thì tìm kiếm công cụ rồi sống lênh đênh trên biển. Chú chó cuối cùng xuất hiện trên đời đã là chuyện của 200 năm trước. Nhân loại sinh ra ở thời đại sau thì hoàn toàn không biết đến chuyện thế giới này từng có đất liền. Đây chính là câu chuyện mà hôm nay tôi muốn kể cho mọi người, một bộ phim giả tưởng về tương lai Waterworld. Xin chào mọi người, đây là Vương Đệ kể chuyện điện ảnh. Nam chính Mariner là một kẻ độc hành trên biển. Một ngày nọ, anh dùng một chiếc bình nhựa để đựng một loại hồng trà tư sản, rồi đổ nó vào một cái máy lọc tự chế. Sau một hồi lọc bỏ thì anh đã thu nước tinh khiết có thể dùng được. Anh uống một ngụm súc miệng, số còn lại thì phun hết vào chậu trồng cây chanh. Mariner có một chiếc thuyền tổ hợp 3 trong 1. Anh đã cố gắng đi nhặt rác mỗi ngày và ghép chúng lại để được như thế này. Có cho anh 10 căn nhà view biển anh cũng không đổi. Ngày hôm đó, Mariner lại nhảy xuống biển nhặt rác, chuyến này đi hết 2 tiếng đồng hồ. Đến khi anh quay lại, thì cây chanh anh trồng lâu nay lại bị một kẻ lang thang lấy trộm. Kẻ lang thang định chạy trốn khỏi đây. Nhưng sao Mariner có thể nuốt trôi cơn giận này được? Anh nhanh chóng khởi động thiết bị đánh bắt cá tự động của mình. Cũng lúc đó, cánh buồm cũng tự động hạ xuống. Không ngờ là Mariner còn là một anh trai kỹ thuật. Trình độ kỹ thuật của chiếc thuyền tổ hợp 3 này rất cao. Đám cướp biển đang trực chờ cơ hội để cướp thì nhìn ngây người. Kẻ lang thang vừa định cắn một miếng chanh thì cả thuyền đã bị Mariner phá hủy, đành phải ở yên tại chỗ chờ cướp biển đến cướp. Vài ngày sau đó, thuyền của Mariner lái đến một khu đảo nhân tạo. Nơi đây thuộc sở hữu của một bộ lạc khoảng 100 người. Anh muốn lấy vật đổi vật để kiếm chút lương thực và nước uống. Vì thế anh đã lấy ra một bình đất quý giá trong thời đại này. Trong thế giới bốn bề đều là nước thì đất còn quý hơn cả vàng. Đối phương nhanh chóng mở cửa để mời đại gia này vào trong lãnh thổ. Cuối cùng thì thủ lĩnh của bộ lạc đã có thể nếm thử mùi vị của đất rồi. Đất là thứ mà chỉ có người có tiền mới được sở hữu. Một bình đất như thế này có thể đổi được rất nhiều tiền. Sau đó, Mariner đi đến cửa hàng ở đây. Anh phát hiện đa số các sạp hàng đều trống rỗng. Số đồ đạc ở đây còn ít hơn cả số rác mà anh lặn dưới biển nhặt lên. Anh đang phải gọi một cốc nước lọc 582 để làm ấm bụng trước đã. Bà chủ cửa hàng là một cô gái xinh đẹp tên là Helen. Con gái của cô tên là Inola, rất thích vẽ tranh. Trong lúc cô bé ra ngoài lấy than, thì vô tình để lộ hình xăm sau lưng và bị nội gián của băng cướp nhìn thấy. Đây chẳng phải là bản đồ dẫn đến đất liền, mà băng cướp này vẫn bỏ công tìm mấy năm nay sao? Mariner dùng tiền bao luôn cả cửa hàng này. Anh còn bỏ một số tiền lớn ra để mua một cây cà chua ở chỗ bà chủ. Cuối cùng anh đã vác một cây cà chua và một đống nước chuẩn bị đi khỏi đây. Nhưng lúc này, đột nhiên xuất hiện một trưởng lão dẫn theo một bé gái đến, trước mặt muốn xin giống Mariner cường tráng. Dù sao thì ở đây cũng chỉ có khoảng 100 người. Đi tới đi lui thì cuối cùng cũng thành cận huyết hết. Mariner nhìn sang cô gái rồi từ chối thẳng thừng. Trưởng lão thấy thế lại vu oan cho Mariner là gian tế của cướp biển. Nếu không, thì một mình anh lênh đênh trên biển nhiều năm không thể nào từ chối con gái bảo bối của ông được. Vì thế Mariner đã người của đối phương ngăn lại. Trong lúc lôi kéo thì mang cá sau tai Mariner bị phát hiện. Hóa ra Mariner là một người biến chủng. Anh bị xem dị loại nên nhanh chóng bị bao vây. Tuy trong lúc tranh chấp anh đã lấy mạng một người dân, nhưng chuyện này chỉ khiến bộ lạc này càng thêm tức giận. Cuối cùng Mariner bị bắt lại nhốt vào lồng sắt. Đêm hôm đó, nội gián của cướp biển đã tự mình ra ngoài báo tin. Inola đang vẽ tranh có hình dạng một con chó. Bởi vì sinh vật này đã tuyệt chủng hơn 200 năm rồi. Từ trong câu chuyện của hai bố con Helen thì biết được Inola được cô nhận nuôi. Ở đây cũng chẳng có ai hiểu được bản đồ ở sau lưng cô bé. Ngày hôm sau khi trưởng lão suy nghĩ cả đêm, ông quyết định dìm Mariner xuống hố phân để bón cho cây, tái sử dụng không được lãng phí. Vào lúc Mariner chuẩn bị chìm nghỉm trong hố phân, thì một đám cướp biển hóa thân thành bộ đội sắp xông đến. Bọn chúng có cả mô tô nước, thuyền chiến, thậm chí còn có cả máy bay. Thủ lĩnh của băng cướp biển là Deacon ngồi trên băng ghế chuyên dụng của hắn xuất hiện một cách hiên ngang. Hắn nhanh chóng chỉ huy băng cướp bao vây đảo nhân tạo. Mục đích của chúng chính là bắt bằng được Inola. Các chiến sĩ của bộ lạc đã chuẩn bị sẵn trang bị, nhưng khi đối mặt với pháo đạn của cướp biển, thì bức tường phòng ngự của họ lại như giấy báo mỏng manh. Cướp biển đã nhanh chóng phá tường thành rồi xông vào. Mariner còn đang nghĩ cách để tự cứu mình. Kết quả là khi anh sắp thành công, thì xuất hiện một tên cướp xui xẻo làm anh ngã xuống đống phân. Bố Helen muốn dùng khinh khí cầu để đưa con gái và cháu ngoại trốn khỏi đây, nhưng do trong lúc thao tác bị lỡ tay, nên ông đã bay đi trước khi đón được Helen và Inola. Lúc này mọi hy vọng của Helen lại dồn lên người Mariner còn đang vật lộn trong đống phân. Deacon phát hiện trên bầu trời có khinh khí cầu, nên đã nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ dùng pháo bắn hạ. Kết quả là anh ngốc kia lại là một kẻ cận thị 3000 độ. Mục tiêu là khinh khí cầu mà anh ngốc lại bắn nổ hai chiếc mô tô của đồng đội. Helen kịp thời bắt được tay của Mariner trước khi anh chìm xuống đáy. Sau khi yêu cầu anh phải đưa Helen và Inola đi thì mới thả anh ra ngoài. Mariner bơi một hơi đến chỗ thuyền của mình đang đậu, tiện tay hất bay vài tên cướp biển lâu la. Anh nhanh chóng khởi động thuyền của mình trong lúc hỗn loạn, sau đó anh đu dây thừng đến chỗ của Helen như một anh hùng. Cuối cùng cánh cửa lớn cũng được mở ra, Mariner đưa Helen và Inola trốn thoát khỏi đây. Băng cướp và bộ lạc đánh nhau hăng say đến nổi bùng cả lửa. Chúng phát hiện có người muốn chạy trốn nên đã lập tức đuổi theo. Nhưng Mariner lại dùng mũi tên bắt cá bắn trúng chiếc thuyền chở pháo. Sau đó anh kéo theo nó để chính phương hướng sao cho nhắm về phía cướp biển.
anh ngốc chơi pháo đến hai người nên không hề chú ý bản thân sắp diệt sạch đồng đội luôn rồi, thậm chí anh còn bắn nổ cả chiến tuyến của Deacon. Sau cùng anh mới bất chi bất giác tháo mặt nạ xuống, đôi mắt nhỏ mơ màng còn đang hỏi đồng đội là có phải có gì đó phát nổ không. Mariner đưa một người đẹp lớn và một người đẹp nhỏ lao ra biển khơi. Qua trận chiến này thì Deacon đã biến thành cướp biển một mắt. Điều xui xẻo hơn là dù họ đã lục soát cả đảo nhưng vẫn không thể tìm thấy cô bé có bản đồ sau lưng. Sau khi truy hỏi những người trong bộ lạc mới biết tin Enola đã trốn thoát trên chiếc thuyền lúc nãy. Rồi Deacon quyết định quay về bộ lạc điều chỉnh lại rồi mới bắt đầu truy sát. Ông ta về căn cứ địa tìm một họa sĩ vẽ cho mình một con mắt mới toanh, phong cách cũng vô cùng trừu tượng. Đám đàn em thì luôn miệng khen đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả mắt thật. Kết quả là khi ông mới phun một ngụm nước bọt thì mắt giả đã rơi ra rồi. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là phải bắt được Enola, bởi vì dầu dùng cho thuyền cứ địa của họ đã sắp cạn rồi, chỉ có thể duy trì tối đa là 2 tháng nữa thôi. Bây giờ họ phải bắt được Enola và tìm ra đất liền thì mối nguy mới được giải quyết. Bên phía Helen, cô đã sớm nhìn ra Mariner không phải một người bình thường. Nói không chừng anh còn từng đặt chân đến đất liền trong truyền thuyết. Đất liền là nơi cô luôn ước ao được đến. Mariner không hề tin chuyện trên thế giới này còn tồn tại đất liền. Nhưng anh vẫn gạt Helen rằng anh biết đất liền nằm ở đâu. Mục đích của anh chính là gạt Helen để cô vứt bỏ Enola. Đúng thế, mỗi ngày Enola không thể giúp đỡ được gì mà còn tiêu tốn thức ăn và nước uống. Mariner tuân thủ quy tắc sinh tồn nên anh không muốn mang cái gánh nặng này theo. Helen nói hết lời vẫn không có tác dụng, cuối cùng cô đành hy sinh thân mình lột sạch quần áo. Kết quả là Mariner lại không có hành động gì. Helen nghi ngờ liệu cái kia của anh có phải cũng biến thành cá rồi không. Khó khăn lắm Mariner mới thuyết phục bản thân giữ Enola lại. Nào ngờ cô bé không chỉ lục lọi đồ lung tung mà còn dùng bút than vẽ lung tung trên thuyền. Mariner có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên nhìn mấy thứ này mà trong lòng bùng nổ. Mà lúc này câu trả lời mà Helen dành cho anh lại là: con bé chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Xem ra trái đất có tận thế thì vẫn không thể thay đổi được tư tưởng của một vài anh chị phụ huynh. Một ngày nọ, máy bay do thám của cướp biển đã phát hiện ra thuyền của Mariner. Đối phương lập tức nổ súng, định là sẽ giết hai người lớn trước rồi sẽ mang đứa bé đi sau. Mariner nhanh chóng chạy đến khoang tàu lấy vũ khí. Kết quả là Helen lại nghĩ anh hèn nhát muốn chạy trốn. Đến khi anh quay lại thì Helen đã nhắm chuẩn máy bay rồi bắn tên lấy mạng phi công. Nhưng mũi tên đã bắn trúng thân máy bay khiến thiết bị bắn tên bị kéo theo làm chiếc thuyền lủng một lỗ to. Cuối cùng thì phi công đã dùng súng bắn đứt dây thừng rồi bỏ chạy. Mariner rất bất mãn với hành động tự ý của Helen. Anh dùng dao găm cắt đứt một đoạn tóc của Helen và Enola. Sau đó Mariner lại bắt gặp một kẻ lang thang không bình thường. Vốn dĩ anh định trao đổi với đối phương một chút thực phẩm. Nếu có gỗ thì lại càng tốt hơn, anh có thể dùng nó để sửa lại lỗ hổng trên thuyền. Cả hai thứ này kẻ lang thang đều không có. Ngược lại anh ta còn nhắm trúng Helen xinh đẹp và muốn cùng cô vui vẻ một đêm. Vì thế, anh ta đã lấy món bảo bối mình đã giữ gìn cẩn thận ra, là giấy. Ở thời đại này thì giấy còn quý hơn cả đất. Bình thường thì dựa vào nó có thể đổi được vài ba cô gái. Nhưng Mariner chỉ đồng ý cho Helen lên thuyền với anh ta nửa tiếng đồng hồ. Vì sinh tồn nên Helen đành phải chấp nhận. Nhưng khi kẻ lang thang đã cởi cả quần thì Mariner lại hối hận, bởi vì anh không tìm được thông tin nào có ích trên những tờ báo đó. Kẻ lang thang thẹn quá hóa giận, rút dao găm ra muốn quyết đấu một phen với Mariner. Nhưng con dao găm dài 10cm cắt giấy không đứt của anh ta so với con dao quân dụng của Mariner thì quả thật khiêm tốn hơn nhiều. Mariner cường tráng mạnh mẽ nên chỉ cần vài ba đòn là đã hạ gục được anh ta. Sau đó, Mariner tức giận ném cái xiên cá ngu xuẩn một tuần chẳng xiên được con nào của cô xuống biển. Trong tiếng mắng chửi bất mãn của Helen, anh cầm theo một cây lao nhọn nhảy xuống biển tự mình bắt cá. Rất nhanh sau đó, một con cá to bằng một chiếc xe hơi đã xông đến làm thịt Mariner, nhưng mà kết quả thì hai mẹ con Helen có vẻ như đã bị vào mặt nên cũng không cào nhau nữa. Màn đêm buông xuống, dường như mặt trăng lại ngày càng gần trái đất. Helen dùng dáng vẻ mong ngóng đất liền của mình, kể cho anh nghe thật ra Enola là con nuôi của cô nên thường hay bị mọi người xem là quái thai. Mariner mềm lòng nên đã trả bút than lại cho cô bé. Ngày hôm sau, anh còn đưa Mariner đi tập bơi. Có lẽ Enola chính là người duy nhất trên thế giới này không biết bơi, ít nhất thì anh chỉ mới gặp một người như cô bé thôi. Lại qua một ngày, trước mặt họ xuất hiện một trạm trao đổi. Mariner gấp gáp muốn đi đổi chút gì đó để sửa lại chiếc thuyền. Nhưng anh đã nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Trên mặt biển xuất hiện những váng dầu đen ngòm. Khi họ dùng kính nhòm quan sát, thì thấy những người trên trạm trao đổi nghiêng nghiêng ngả ngả cực kỳ bất thường. Mariner vớt những váng dầu lên ngửi thì nghe thấy mùi thối rữa. E là trước mặt họ có gài bẫy rồi. Quả nhiên, khi anh nhìn dưới đáy biển qua kính ở khoang tàu, thì phát hiện bên dưới có rất nhiều mô tô đang mai phục. Những người ở trạm trao đổi đã bị Zaikan tiêu diệt, rồi treo lên đó để chờ Mariner tự mình sa vào lưới. Mariner nhanh chóng thay đổi hướng thuyền. Lúc này cướp biển lại chủ động ra tay, vừa nổ súng vừa giăng lưới định tóm gọn cả chiếc thuyền tổ hợp ba này. Nhưng ba người trên tàu Mariner lại chạy sang cạnh thuyền dùng trọng lực để khiến cạnh bên kia nhấc bổng lên khỏi mặt nước tránh khỏi lưới. Sau đó lại dùng cách tương tự để thoát khỏi bên lưới còn lại. Cuối cùng chính bọn cướp biển lại tự sa vào lưới. Sau đó, Mariner lại bắn ra một chiếc dù, lợi dụng sức gió để thuyền tăng tốc nhanh hơn gấp mấy lần. Zaikan tức giận rồi. Ông ta dùng súng bắn trúng phần hông của Mariner. Nhìn thấy máu chảy trên thân tàu, thì Zaikan ra lệnh cho cấp dưới dùng lưới đánh cá ra truy bắt bọn họ. Mariner xử lý vết thương mà cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Ra Ican không thể vì hai cô gái mà hao tổn sức lực nhiều như thế. Sau khi ép hỏi mới biết bọn chúng vì bản đồ sau lưng Enola, truyền thuyết nói rằng có thể dựa vào đó để tìm thấy đất liền. Mariner hét lớn rằng trên thế giới này không đất liền. Helen không tin, bởi vì lúc cô phát hiện thì Enola đang nằm trong một chiếc giỏ có chứa một lượng lớn đất. Thêm vào việc trên thuyền của Mariner có một lượng lớn đồ vật mà cô chưa từng thấy. Nếu như không có đất liền thì những thứ này ở đâu ra? Để Helen từ bỏ, Mariner quyết định đưa cô đến đất liền mà cô vẫn mong ngóng. Anh lấy ra một quả cầu trong suốt để Helen vào bên trong. Sau đó đưa cô lặn xuống dưới biển sâu mấy trăm mét rồi châm những quả pháo sáng lên. Thành phố mà con người đã xây dựng vào thế kỷ trước đã xuất hiện trước mắt. Đất và các thứ đồ kỳ lạ khác đều được anh lấy ở chỗ này. Helen nhìn mà ngơ ngác. Cô được sinh ra sau khi tận thế nên, dù có nằm mơ cũng không bao giờ mơ thấy cảnh tượng này. Nhưng khi cả hai quay về mặt biển thì lại đến lượt Mariner ngơ ngác. Đám cướp biển đã đuổi theo đến chỗ này rồi. Cự ly vừa gần lại bị bao vây nên họ không thể chạy thoát. Cả ba đã bị khống chế ngay sau đó. Trong lúc Deacon đang nghiên cứu bản đồ trên lưng Enola, thì Mariner lại nhân cơ hội đánh lén một tên cướp. Sau đó anh đưa Helen nhảy xuống biển. Cả hai lặn xuống nước tránh đạn rồi anh lại môi áp môi giúp Helen hít thở. Nhưng đến khi cả hai quay lại mặt biển thì Enola đã bị bắt đi mất rồi. Thuyền tổ hợp 3 trong 1 cũng bị thiêu cháy. Vì không có thuyền và nước uống nên giờ họ chỉ có thể ngồi đây, chờ đến khi bỏ mạng. Nhưng sau quãng đường đồng hành với nhau cộng thêm cả nụ hôn nồng cháy dưới biển lúc nãy, giữa Mariner và Helen đã bùng nổ một ngọn lửa tình yêu. Họ lại bất giác đưa môi lại gần nhau. Tuy thuyền đã cháy nhưng cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến việc hành sự của hai người. Trong lúc Mariner tìm kiếm vật tư thì phát hiện một bí mật động trời. Thực vật trong bức tranh của Enola vẽ lại giống hệt như những gì anh từng nhìn thấy trong sách ảnh. Điều này chứng minh cô bé đã từng nhìn thấy những loại cây đó. Lúc này, một tiếng hô giúp hai người tìm được đường sống. Không ngờ bố Helen lại xuất hiện với chiếc khinh khí cầu. Hóa ra ông vẫn luôn đi tìm Helen, đến khi ông nhìn thấy khói bốc lên thì mới định qua đây xem thử tình hình. Không ngờ rằng ông đã gặp con gái mình thật. Sau khi được cứu, cả ba đã đến một con thuyền của những người may mắn sống sót. Anh muốn dùng giấy để trao đổi đồ vật để đi cứu Enola. Nhưng bộ lạc lại bị nhóm cướp biển đánh đến sợ. Họ cho rằng Enola là sao chổi nên không muốn giúp đỡ anh. Vì thế, một mình Mariner ngồi trên mô tô xuất phát đi cứu cô bé. Bên phía bọn cướp cũng không thể nhìn ra kinh độ vĩ độ trên bản đồ. Hơn nữa trái đất bây giờ còn bị đảo lộn nam bắc bán cầu. Nên phía Mariner nhân lúc khói lửa đã xâm nhập đến hang ổ của cướp biển. Đây là một con du thuyền cũ kỹ bị bỏ hoang. Lượng vật chất tiêu hao cho hàng trăm người trên thuyền là cực kỳ lớn. Do việc cung cấp năng lượng cứ bị trì hoãn, nên Deacon đang phải đối mặt với nguy cơ bị lật đổ. Ông ta đành phải móc ra miếng bánh lớn để dụ dỗ đàn em rằng ông đã bắt được Enola rồi, họ sẽ sớm tìm ra đất liền thôi. Đám đàn em nghe xong thì như được bơm thêm máu, ai nấy đều ngoan ngoan quay về khoang tàu nhấc mái chèo lên rồi liều mạng chèo. Một chiếc du thuyền cực lớn được tăng tốc cực nhanh bằng động cơ chạy bằng cơm. Lúc này Mariner đã âm thầm giải quyết vài tên cướp biển, rồi đến trước mặt Deacon yêu cầu ông ta giao Enola ra. Nếu không anh sẽ thả ống pháo vào trong kho dầu của thuyền. Deacon không hề hoảng sợ. Tất cả mọi người đều đang đứng trên một con thuyền. Ông không tin là Mariner dám đồng quy vu tận với ông. Người khác thì không chứ Mariner thì dám. Anh đốt cháy pháo rồi thả nó vào trong kho dầu khiến cả con tàu phát nổ. Cả con tàu chìm trong biển lửa, đa số các tên cướp cũng hy sinh. Một phần nhỏ các tên cướp sống sót thì lái mô tô bỏ chạy khỏi đây. Bởi vì con tàu sẽ nhanh chóng chìm sâu xuống biển. Nhưng mà lái mô tô nước thì tôi còn hiểu được. Chứ còn có người lái xe hơi là sao? Lúc này Enola còn mỉa mai Deacon. Đây là ước mơ của ông sao? Deacon giận tím người, ông vác Enola lên vai rồi chuẩn bị ngồi máy bay chạy trốn. Một tên cướp ôm cây súng dài 1 mét nhưng lại quên lắp đạn vào, nên đã bị Mariner bắn cho một phát súng rồi tiễn về Tây Thiên. Sau đó, Mariner lại dùng dây thừng để làm một đường trượt. Anh nhắm chuẩn xác câu lấy máy bay chuẩn bị cất cánh trong chiến trường bão lửa này. Máy bay bị rơi, Enola thì được Mariner ôm chặt vào lòng. Lúc này, khinh khí cầu của bố Helen lại xuất hiện. Ngoại trừ hai bố con Helen ra, thì còn một thành viên duy nhất của bộ lạc chịu giúp đỡ. Họ thả một sợi dây thừng xuống để Mariner trèo lên đó. Deacon đột nhiên xuất hiện sau đám khói rồi cũng trèo theo lên sợi dây thừng. Nhưng sau khi ông ta bị Helen thả rơi vật đánh vào đầu, rồi cộng thêm Enola đá thêm một phát thì ông ta đã rơi xuống biển. Sau đó, du thuyền lại phát nổ thêm một lần nữa rồi chìm sâu xuống đáy biển. Deacon đã rơi xuống nước mà vẫn không chịu từ bỏ. Ông ta lại leo lên xe mô tô, rồi dùng súng bắn đứt một sợi dây thừng của khinh khí cầu khiến Enola rơi xuống. Ba tên cướp ở ba hướng khác nhau tăng tốc về phía Enola rơi. Vào lúc then chốt, Mariner đã buộc dây vào chân mình rồi nhảy xuống như trò bungee và kịp thời cứu được Enola. Ba tên cướp chỉ biết ngốc rồi đâm đầu vào nhau nổ tung chảo. Khinh khí cầu bay liên tục mấy ngày trên bầu trời, lương thực và nước đã sắp cạn kiệt rồi. Sáng hôm nọ, một chú hải âu đột nhiên xuất hiện trên khinh khí cầu. Sau đó, đất liền trong truyền thuyết cũng đã hiện ra trước mặt họ. Ở đây vừa có cả rừng cây xanh và cả một thác nước to lớn. Mariner và mọi người phát hiện ra một căn nhà gỗ, bên trong đó có hai bộ hài cốt là của bố mẹ Enola. Sau khi hai người biết bản thân bị bệnh nặng đã quyết định xăm bản đồ lên lưng của Enola, rồi để cô bé vào giỏ thả trôi lênh đênh trên biển. Họ hy vọng cô bé sẽ được người tốt nhận nuôi rồi cùng nhau tìm thấy nơi này. Cuối cùng Mariner cũng đã nhìn thấy rừng núi, chim hót và cả những con ngựa hoang. Nhưng những thứ này khiến anh không thể thích ứng được.
Anh đã tiến hóa đến mức trên cơ thể xuất hiện mang và vảy nên không thể sống như người bình thường được. Anh thuộc về biển cả. Sau khi anh chào tạm biệt Enola thì đến trao cho Helen một nụ hôn. Cuối cùng anh lại ngồi lên con thuyền của bố mẹ Enola, rồi xông ra ngoài biển cả rộng lớn. Waterworld được phát hành vào năm 1995, là một bộ phim giả tưởng về ngày tận thế vào 27 năm trước. Số tiền đầu tư vào bộ phim hơn 2 tỷ đô la Mỹ, nhưng số lượng vé bán ra lại không được như tưởng tượng. Thậm chí chúng ta có thể nói là lỗ đến bán nhà cũng không quá đáng. Bởi vì vào những năm đó thì các bộ phim vượt thời đại lại không được đánh giá cao. Hai thể loại vượt ngoài tưởng tượng khiến mọi người không thể thấu hiểu được. Thế nhưng nếu bộ phim này được xem vào thời bấy giờ thì lại là một tuyệt tác. Những năm gần đây hiệu ứng nhà kính khiến băng ở Bắc Cực tan ra. Tương lai có khả năng con người sẽ đối mặt với nguy cơ bị nước biển nhấn chìm. Nói đi cũng phải nói lại, phần chế tác cũng rất có lương tâm. Rất nhiều cảnh quay mà chúng ta xem vào thời đại này vẫn còn cảm thấy rất đã mắt. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất, bố cục phim đơn giản. Đa số cảnh được quay trên biển nên không khỏi có chút nhọc công và đơn điệu. Được rồi, bộ phim ngày hôm nay chỉ bàn đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.